Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì bộ đồ này, vâng, thì bộ đồ này mình đã hóng nó từ rất là lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà mình vào một trận bắn kia và mình thấy một thanh niên mặc cái bộ đồ này, và mình đã chụp ảnh lại được rồi. Và bây giờ thì nó mới ra. Thì bây giờ mình đã sở hữu được nó rồi. Ui cha. Trời ơi, nhìn kìa. Nhìn chết nó làm sao. Ok. Trời ơi, bộ đồ này cực ngầu luôn nha các bạn. Trang phục thật là phê. Cực kỳ phê luôn. Mình rất là thích cái bộ đồ này. Cực kỳ thích luôn. Tự nhiên khi không nó đang mà nó đem bán ở cửa hàng này, nó không cho vào kho báu nữa nha các bạn. Nó đem bán cửa hàng luôn. Ui. Như vậy là mình đã có set đồ cực kỳ yêu thích rồi. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn là bộ đồ này nó như thế nào. Ok, vào trận thôi. Ui, trời ơi, mừng quá, thích thật. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Mình thì mình thấy hay lắm luôn rồi đó. Wow, nhìn chất chơi chưa, chất người dơi chưa. Kinh, thật là không thể tin nổi. Đã quá phê, quá phê quá. Nhìn kìa các bạn coi à. Ê, thấy chưa nào mấy em gái. Sát thủ đây. Đây là sát thủ, bộ đồ sát thủ nha các bạn. Cái này mà có phi tiêu phóng thì thôi, hết bài luôn. Nào. Kinh chưa, mình xem mà coi. Đấy. Như là một sát thủ. Cực kỳ thích luôn nha các bạn. Rồi, ok, như vậy là vào trận thôi. Thì với cái bộ đồ này mình nói chung là che mũ nè, che giáp nè, nhìn con người nó ốm hẳn ra. Bộ đồ này thì hiện tại đang bán ở trong cửa hàng nha các bạn. Rồi. Thì với bộ đồ này thì mình sẽ nhảy xuống cổng cài cổng trời luôn. Nhảy xuống cổng trời. Chiến nào. Nào nào. Phê chưa? Chất chơi người dơi chưa? Đậu xanh rau má nhà đá đây. Ai thích ở nhà đá không? Ơi, không tới rồi, đậu phộng. Mình canh cự ly hơi bị sai sai. Nhiều thanh niên nhảy quá nha. Rồi, đi thôi. Vâng, nhìn cái bộ đồ kìa. Cực kỳ ngầu luôn. Ngầu như là đi cầu. Ấy, bậy quá. Ngầu như là siêu nhân. Ơi, có thanh niên. Ủa, mình mới thấy mà. Phải không ta? Hay là mình hoảng quá mình đẩy che nón nè. Phê chưa, phê chưa, phê chưa. Nhìn nhìn bộ đồ này là nó sợ hết rồi nha các bạn. Không cần bắn thì nó sợ hết rồi. Nào vô lấy thêm cái băng đạn nữa nào. Ê, có thanh niên, có thanh niên, có thanh niên. Có thanh niên đang bắn. Thanh niên bắn ở đâu vậy? Nào nào. Thanh niên nào? Nào, bắn đi. Ở kìa. Mới nghe tiếng bắn rõ ràng. À đây. Ơi ơi. Thôi anh ơi. Ôi thanh niên Việt Anh. Ôi đau nha, đau nha. Cái gì nó ơi. Nhảy mít đi chứ ơi. Ở đâu ra lắm thế. Thanh niên bị đau bụng phải không?
hết đạn rồi. Cái này là mấy anh thanh niên này Garena gửi vào à. Đấy, chất chơi người dơi chưa. Này giống như là Alan Walker. Gì đây có bắn nhau nè. Cái gì vậy? Cái gì dưới đây vậy? Bắn nhau xuống xả thế này. Này thì bắn nha. Bữa đi. Đâu rồi? Cái hòm đây rồi. À, thanh niên này lùm khá nhiều đạn súng trường nè. Rồi thôi. Như vậy là mình khoái nhất là bộ đồ này rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa đâu ta? Vâng, bộ đồ này mang con gà hơi bị phế, nên các bạn đừng có nên mang con gà này theo. Có một thanh niên ở phía trước mặt. Liệu rằng mình có đục mặt thanh niên đó không? Các bạn hãy chờ xem nhé. Này thì chạy hộ. Vâng. Và thanh niên kia đã phải nằm xuống. Anh ta chạy như một vị thần. Và anh ta phải nằm xuống như là chẳng biết gì. À, có thanh niên trường học. Ê, đau nha. Này thì chạy hộ. Ai, đâu ra nữa vậy? À, thanh niên. Canh sọ. Ơi. Này. Vãi đạn, thề luôn á. Nó bắn như gãi ngứa vậy á. Hay là cái bộ đồ này nó trâu quá nha. Phải vậy không ta? Mình nghĩ chắc là bộ đồ này nó trâu quá, nên là kẻ địch bắn không xi nhê gì cả. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nha. Hôm nay mình chỉ... Thôi. À, đâu nha. Này. Vâng, thanh niên. Dính được có mấy viên thôi. AK-47 mà bắn thêm nòng 3 nữa. Thì đừng hỏi tại sao mà auto... Ơi, giảm thanh bắn đâu vậy? Ơi, cái gì vậy? Này, bữa đâu ra vậy?
cái gì đây, mình đang gì Garena gửi cho mình toàn là những thanh niên đau bụng không à. Ơi không trúng thiệt luôn các bạn ạ. Không trúng thiệt luôn á. Nếu mà mình cày AK-47, nếu mà các bạn cày thì sẽ không trúng nha. Cái gì đây? Mình không biết mình đang xem cái gì nữa. Thề luôn á. Vâng, nhưng mà nói chung là mình tập trung vào bộ đồ hơn. Mình rất là thích bộ đồ này. Cực kỳ thích luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn bộ đồ nó phê làm sao. Đấy. Thấy chưa? Kinh chưa? Có nhìn bộ đồ đã không? Thích thiệt. Nào, những thanh niên đâu rồi? Các thanh niên của chúng ta đâu rồi? Các thanh niên của chúng ta đâu? Đâu hết rồi, nó chạy đâu hết rồi. Vâng, là như vậy, chỉ còn 4 thanh niên nữa mà thôi, trừ mình ra là còn 3. Rất là thích bộ đồ này nha các bạn. Nãy vừa nói chục câu thích rồi đó. Nhìn cái đôi giày của nó coi, bóng láng làm sao. Qua cha 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 cha. Y chang thằng sát thủ vậy á. Nào, ra đây đi. Rồi, cái gì đây? Nào, 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 nào. Vâng, thanh niên chạy xe. Thanh niên không phải Garena gửi tới rồi. Thanh niên này là thanh niên chính chính thực rồi. Garena được gửi tới thì làm gì có biết chạy xe. Nào, còn ai không? Còn ai không? Mình chạy tới cái gì về đó. Nào. Ui, nãy giờ mình giết 18 thằng luôn hả? Trời đậu. Kinh phết nha. Vâng, và thanh niên đang trong chuồng chó bên kia. Vâng, đang chạy tới mình. Chạy khá là gần tới mình rồi. Mình phải kiếm cái cây nè. Đó, thanh niên đang chạy khá là tới gần rồi. Thanh niên bị gì đây? Thanh niên này bị gì đây? Đau bụng à? Vậy luôn á hả? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Nhớ bấm nút like, nút subscribe và nút chuông thông báo giúp mình nha. Rồi, ok, chào tạm biệt tất cả các bạn luôn nha.